đồ cosplay. Mọi người ơi, vô mua đặt hàng giùm em, vô mua đồ cosplay, đồ quá trang của bả. Dạ mọi người vào mình đặt hàng liền giùm em sản phẩm. Tiền lớn bố của chúng ta nha mọi người ơi, vào mình đặt hàng liền giùm em. Wow. Mà ngươi lại. Rồi đây 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 đây. Bổn cung. Lên đây xem nào. Lên đây thử ứng mọi người xem nào. Bổn cung là do lên đây hoàng thượng sắp thân phong. Dạ cả nhà mình chốt đơn là sẽ được hoàng thượng chúng ta thân phong. Ai đang xem livestream hãy mau chóng chốt đơn cho hoàng hậu Thùy My nương nương. Dạ chốt đơn cho hoàng hậu nương nương của chúng ta Thùy My rất là Phúc lộc thọ. Phúc lộc thọ là cái một phải mở là chịu đây. Mọi người ơi, do mình đặt hàng sữa tắm nó phọt ra mẹ rồi. Vanilla dừa luôn, cầm cái chai vanilla dừa luôn. Trời ơi. Nhớ lên mọi người ơi, sữa tắm ngọc chai giảm 85k. Trời ơi, lại lấy chúng ta không thấy sữa tắm nó phọt ra tùm luôn nè. Nè. Dừa, vanilla dừa. Dạ vanilla dừa. Trời ơi, đúng cái mùi vanilla dừa luôn. Mọi người ơi, mình tranh thủ mình vào mình đặt hàng mình chốt đơn giùm em nha mọi người ha. Sản phẩm chúng ta số lượng có hạn nha mọi người ơi. Đặt hàng nhanh lên mọi người ơi. Dạ, em mong mọi người mình đặt đủ giùm em 200 đơn đi ạ. 200 đơn em lên mã giảm giá dưới 100k. Trời ơi. 200 đơn em lên mã dưới 100k cho nhà mình ha. Anh chị em mình lên 200 đơn giùm em mà mọi người. Mình tiếp tục cố gắng mình đặt hàng giùm em nha mọi người ơi. Cố gắng mình đặt hàng giùm em nha mọi người ha. Nhanh lên mọi người ơi, nhanh lên mọi người ơi. Vào mình mua nha mọi người ơi. Dạ. Mọi người mình đặt hàng mình cố gắng giùm em nha mọi người ha. Dạ sản phẩm đó, 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 này là được dở giá để mà mình dễ dàng mình mua á mọi người. Và tiếp tục nữa là em lên một cái mã giảm nữa là dưới 100k nữa. Cả nhà mình mua là thoải mái là phải ra luôn nha mọi người. Ui rồi. Cả nhà mình đặt hàng giùm em nha mọi người ơi. Gửi anh Hùng, trời sinh yếu đuối mỏng manh nên cần được tựa vai anh mỗi ngày. Hàng cây nói với lề đường. Để ta đọc mi. Mỗi khi đổ lá là thường nhớ anh. Từ khi biết đến anh em đã ngưỡng mộ rồi đem lòng yêu mến một anh hùng ấm áp. Một anh hùng hết sức tinh tế chăm lo yêu thương những người xung quanh. Một anh hùng sẵn sàng quên ăn quên ngủ vì trọng trách trên vai. Đôi khi anh lại vui vẻ hài hước truyền năng lượng cho mọi người. Một anh hùng hội tụ đủ ba yếu tố: tử tế, tinh tế và kinh tế. Nhưng đó là em đang nói anh hùng ở xóm em. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Ta có quà tặng cho ông là cái gì vậy? Mẹ nó làm sao mẹ? Mẹ ơi! Mẹ làm sao mẹ? Mẹ ơi! Anh Hùng có tấm mẹ chứ không phải ông Hùng này. Nhưng đó là em đang nói anh Hùng ở xóm em. Chứ anh Trần Quang Hùng mà em biết mỏ hốt thấy bà nội đúng không? Mỹ Báo ơi! Em đùa thôi chứ anh vẫn đẹp trai. Vì thế em tặng anh bộ đồ rất đẹp, rất hợp với dáng anh. Mong anh mặc bộ xiêm y này sẽ khánh bước tự tin bên tiểu yến tử. Để ta đọc xong đã mi. Mi báo đó là bộ thái giám công cường. Dẹp mẹ đi, dẹp mẹ đi, dẹp bố đi. Mẹ, như thế nào cái thái giám? Công công cốp lây liền. Chị Linh bị có đọc đó Linh bị ơi. Tuy là bận liền rồi, người ta kêu bận liền kìa. Bận liền. Chị Linh bị đã có cố báo hết sức. Giờ tới phần hành hạ tên Hùng công công này giao cho em. 200 đơn đi mọi người. Em bắt ổng bận liền. 200 đơn ổng bận liền cái bộ đồ này. Mọi người nhanh lên giùm em. Bao nhiêu đồng? 200 đơn cho. Đâu? Chưa. Mọi người ơi, bây giờ là còn 100 đơn nữa. Mọi người chốt giùm em 100 đơn nữa. Nãy giờ là mới có 100 thôi. Không. Nãy giờ mới chốt 100 thôi. Bây giờ. 100 đơn nữa rồi, em bắt ổng bận. Đâu đi, đâu. 100 đơn nữa bà. Từ từ. 100 đơn nữa. Ông kia ổng mang cái này. Mang cái này. Mà. 100 đơn nữa rồi. Em bắt ổng bận. Nha mọi người ơi, 100 đơn là hành hạ. Quang Hùng công công. Đúng rồi, lâu.
100 đô rồi em lên chào lên bộ đồ đi. Lên bộ đồ công công liền. Chào mọi người đi con. Bây giờ lên kèo bánh hàng đi. Bây giờ lên kèo tới mặc bộ đồ. Dạ. 100 đô nữa. Bây chào 200 là sale sản phẩm rồi, bây giờ phải lên tới 300 thì mới mặc đồ. Thì đó thì 100 nữa đó mới là 300. Nè, đó. Chào mọi người. 100 nữa là bận đồ. Chào mọi người. Rồi chuẩn bị lên mã sale nha, đủ đơn thì sale nha. Rồi bây giờ nè, chưa 100 đơn nữa giùm em, 100 đơn nữa ông bận đồ công công nè. Trời ơi, công công à, có cái cây đó kìa công công á. À. Trước khi muốn làm công công phải tự cung. Phải tự cung. Rồi sát phẩm vô, sát phẩm. Nè nè nè. Rồi chốt giùm em 100 đơn ông bận đồ công công. Đồ không công công đi mày biết. Trời ơi. Cái này mày làm cái gì vậy? Cái này là để quấn cái cổ. Cái này là quấn cái bổn. Quấn cái bổn. Cái bổn. Chắc là vừa mới tự cung xong rồi phải quấn. Quấn cái bổn nè. Cái này phải bụng. Quấn cái áo vô xong rồi quấn cái bụng lại. Đó. Rồi vậy bây giờ mọi người 100 đơn nữa mọi người. Em cho ba ổng là bận đồ công công liền. Nhìn lên mọi người. 100 đơn nữa. Mọi người ơi, vào trong cửa hàng mà chốt 100 đơn ủng hộ đi mọi người ơi. Nhanh lên mọi người, 100 đơn bận đồ công công lên. Dạ, mau chóng đi, bây giờ thời gian của chúng ta từ này cho tới 10 giờ nha. 100 đơn cho em. Nè nè. Ở bên kia. 100 đơn nữa mọi người ơi, cố lên giùm em 100 đơn bây giờ mọi người mình đâu mau chóng cái đặt hàng giùm em nha mọi người ơi. Dạ. Nào bây giờ mọi người ơi, sản phẩm của chúng ta đang được ghim là sữa tắm giảm 50%. Bây giờ mọi người vào trong cửa hàng đi, chốt 100 đơn thì mình sẽ bận đồ công công. Bận đồ công công. Mình sẽ để cho mặc không nha, không Tuấn không có được yêu cầu. Rồi nhanh lên đi anh ơi. Cho mọi người chốt liền nha mọi người ơi. Bây giờ từ giày từ đây tới 10 giờ nha mọi người ơi. Bây giờ còn là bây giờ 9 giờ là 18 rồi. Nhanh lên mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Dạ, đừng bỏ lỡ nha mọi người ơi. Đừng bỏ lỡ nha mọi người ơi. Cố lên mọi người, đặt hàng nhanh lên mọi người ơi. Sản phẩm của chúng ta số lượng có hạn, ưu đãi có hạn nha mọi người. Thời gian cũng có hạn, cả nhà mình nhanh chóng, nhanh chân, nhanh tay, tay. Mình đặt hàng liền giùm em nha mọi người ơi. Dạ, 100 đơn mọi người, bây giờ là đơn của chúng ta là 10 đơn rồi. Mình được 10 đơn rồi mọi người ơi, còn 90 đơn nữa. Trời ơi, sơn báo. Kiếm giúp anh cái ổn điện. 90 đơn rồi mọi người ơi, 90 đơn rồi mọi người, nhanh lên mọi người. 90 đơn rồi mọi người. Dạ mọi người tháo kia đi, không xài cái kia, tháo kia. Rồi mọi người vào mình đặt hàng nhanh lên mọi người ơi. Mình vào mình đặt hàng, mình chốt liền giùm em nha mọi người ơi. Dạ, còn có 90 đơn nữa à. Dạ, 90 đơn. Dạ 90 đơn ở dưới chân bàn nhanh luôn. Dạ mau chóng mình vào mình đặt hàng nhanh lên giùm em nha mọi người ơi. Dạ vào mua đặt nhanh lên mọi người. Mọi người đặt nhanh không? Lên 100 đơn mọi người sẽ thấy công không OEM không không oan hùng á à, hình của con kìa. Mọi người vô đặt hàng nhanh lên mọi người. Trời ơi xẻo dính nào. Đây là hình của miếng bếp ăn. Nhanh lên mọi người ơi. Nhanh lên mọi người ơi. Vô mọi người ơi. Có là mọi người ơi. Dạ mọi người ơi. 100 đơn. 100 đơn. 100 đơn nha mọi người. Mọi người ơi, phải trong cửa hàng một chút đơn đi mọi người ơi. Đơn tăng chậm quá mọi người ơi. Dạ mọi người ơi.